Nghệ sĩ ưu tú Võ Hoài Nam là gương mặt quen thuộc đối với những người yêu phim Việt. Ông trở thành ngôi sao của dòng phim điều tra tội phạm khi thể hiện thành công vai Chiến trong series Cảnh sát hình sự. Là một nghệ sĩ tài năng, các con của ông cũng sớm bộc lộ tố chất nghệ thuật giống bố. Nếu con trai đầu của Võ Hoài Nam là Hoài Vũ hiện đang đảm nhận vai diễn Quang trong bộ phim Gây Bão, Đi giữa trời rực rỡ thì con gái Hoài Anh của nam diễn viên cũng đánh dấu lần đầu tiên chạm ngõ màn ảnh nhỏ khi đảm nhận vai Trang trong phim mới Hoa Sữa Về Trong Gió. Ngay lần đầu đóng phim truyền hình, ái nữ nhà Võ Hoài Nam nhanh chóng tạo sự chú ý khi sở hữu nhan sắc ngọt ngào, nổi bật cùng khả năng diễn xuất ổn định. Trong Hoa Sữa, Về Trong Gió, Võ Hoài Anh thủ vai Trang, con gái của Hiếu, cô gái thông minh, năng động. Sau khi mẹ mất, Trang về ở với bố. Trang thân thiết và cực tình cảm với bà nội. Trang coi bà như mẹ còn với bố Hiếu, Trang ít chia sẻ, thậm chí còn đối đầu. Đây được đánh giá là vai diễn dài hơi và nặng ký đối với tân binh màn ảnh như Võ Hoài Anh. Nhưng trong những tập đầu phim vừa lên sóng, nhiều khán giả cho rằng Hoài Anh diễn tự nhiên, biểu cảm và cách nhà thoại đều khiến người xem dễ chịu. Ngoài đời, Hoài Anh sinh năm 2005, là con gái thứ hai của nghệ sĩ ưu tú Võ Hoài Nam. Cô nàng đã tốt nghiệp hệ trung cấp đàn tranh tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và hiện là sinh viên khoa âm nhạc ứng dụng của Trường Đại học Thăng Long. Theo chia sẻ, Hoài Anh cho biết cô vốn theo học thanh nhạc từ nhỏ và chưa từng tham gia lớp đào tạo diễn xuất nào. Chính bố là người động viên cô thử vai cho vui. Hoài Anh nghe lời và cũng đi thử để trải nghiệm nhưng không ngờ may mắn, trúng vai. Hoài Anh cảm thấy vô cùng may mắn và hạnh phúc. Nghệ sĩ ưu tú Võ Hoài Nam từng chia sẻ, trong bốn người con, Hoài Anh gần gũi, hay trò chuyện với bố nhất. Nghệ sĩ thường góp mặt trong các buổi biểu diễn ca nhạc của con gái, ông cũng thường xuyên đăng hình ái nữ hát, nhảy lên trang cá nhân. Running wild.
Về phía nữ diễn viên trẻ, cô chia sẻ đôi điều về người bố nổi tiếng. Ở ngoài, ba Nam cũng rất nghiêm khắc. Ba Nam không bao giờ cho em đi chơi tối về muộn và nhất là không cho con gái yêu đương kiểu bạn trai chờ đầu ngõ. Song, có điểm khác là ba Nam không áp đặt sở thích, mong muốn của mình lên các con. Ba luôn nói, con làm gì cũng được, miễn là đúng và con thấy thích. Nói về dự định tương lai, Hoài Anh tâm sự, tôi vẫn luôn cố gắng từng ngày trong việc rèn luyện ca hát chứ không để bản thân dậm chân tại chỗ. Mỗi khi hoàn thành được cột mốc nào đó, Hoài Anh lại đề ra mục tiêu tiếp theo để tiếp tục học hỏi và phát huy. Nhiều người dự đoán, Hoài Anh sẽ là diễn viên Gen Z thế hệ mới, khuấy đảo sóng truyền hình khung giờ vàng bởi hội tụ đủ các yếu tố từ nhan sắc, vóc dáng đến tài năng. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.